Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Đế Đang cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IO, các dự án các dự án IEL đến từ nhiều tảng tính chất lượng cũng như đến từ các giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký kênh để liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên đến chia sẻ để với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án đến từ nền tảng Hubi Prime ờ, hôm nay chúng ta có một cái chương trình mới. Ờ, thực tế là mình không định làm video này, tuy nhiên là trên kênh anh em yêu cầu quá nhiều. Anh em hỏi mình quá nhiều câu hỏi liên quan đến Promonit câu hỏi cụ thể là cái phiên mới này thì cái nội quy thay đổi thì uh, như vậy thì có chơi được không và chơi thế nào. Thế thì uh, chúng ta sẽ đi vào luôn phần tìm hiểu Polymonit luôn. Uh, phiên này ấy, thì chúng ta sẽ là bán bản token DC và token này đến từ nền tảng BSC. Uh, đối với một cái dự án đến từ nền tảng BSC uh, thì chúng ta cũng uh, có thể là tạm yên tâm một chút đúng không ạ? Uh, thế thì dự án này thì có 66.000 người follow đúng không ạ? 66.000 người follow và dự án này chúng ta đã từng làm airdrop mấy hôm trước rồi nên là cái số lượng 66 000 người nó vẫn là số lượng airdrop thôi cũng hơi ảo ảo tí ờ, dự án này thì ban đầu cũng không được chỉ ý nhiều và đây là một điều thường là các phiên UD program một rất là bất ngờ những dự án rất là là, là, là là cảm tưởng rất bình thường thôi nhưng mà được đưa program một cách bất ngờ có nghĩa là họ giấu về dự án đến phút cuối cùng luôn phút 90 mới biết được là dự án nào lít ở trong program một Đấy. Ờ, thế thì đối với cái dự án này ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái tổng cung của nó là 20 tỷ và giá ở trong 15 là 0,05 u hạn ngạch là 130 triệu đấy đây mình nói luôn đây là một đồng quạt rác nhé yeah. một đồng quạt rác được đưa vào bộ và được bán mức giá một mức giá rất hời đấy mình nói rất hời bởi vì là cái dự án này ấy, thì nó đang bán là giá là sau thập phân là 3 số 0 Đấy. Và thông thường một dự án 20 tỷ thì có thể đạt được mức giá ít nhất cũng phải 0,01 đấy với một dự án được đưa Hubi. Và dự án này thì dự kiến là như mình dự kiến giá sẽ rơi tầm khoảng 0,1 đô khi mà list có thể là cái giá này nó cao hơn hoặc là hơn một chút. Đó. Ờ, thế thì trong cái chương trình polymid này nội quy nó sẽ thay đổi một chút, nội quy nó sẽ có nội quy mình có thể nói luôn là nó tổng hợp là từ cái này, từ em đây này. Uh, từ, một, uh, từ 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 tát của sàn MEC. Có nghĩa là tổng hợp ba cái của MEC lại để anh em dễ hình dung đúng không ạ? Vì kênh chúng ta gần đây thì làm rất nhiều giả đến từ MEC nên các bạn dễ hình dung. Uh, trước tiên là nó tổng hợp từ uh, chương trình kickstart ở trong cái gì ạ? Đó là trong cái thời gian hoạt động này nó sẽ diễn ra vào từ lúc ngày mùng 3 À, từ lúc uh, 3 giờ UTC thì các anh em cộng thêm 7 tiếng, cứ UTC cộng thêm 7 tiếng ra giờ Việt Nam. Ngày 8 tháng 1 đến 8 giờ UTC ngày 12 tháng 1 nhé. Thì trong cái thời gian này thì anh em có thể đăng nhập vào cái trang hoạt động để đăng ký và thông báo vào khóa vị trí. Thì lưu ý cho anh em là hiện nay thì Hubi mở trang hoạt động ở trên web nhưng mà không cho đăng ký trên web và bắt buộc anh em sẽ đăng ký trên Apple. Ở đây mình đang dùng Samsung Dex để có thể cho anh em xem qua một chút về cái giao diện chúng ta hiện hiện tại là các bạn đang xem ở uh, màn hình điện thoại của mình thông qua tính năng Samsung Dex dành cho các uh, máy cấu hình cao ở bên uh, Samsung. Đấy, thì ở đây có một cái nút đăng ký và một cái giao diện đăng ký ở trên Hubi Hubi Pro ở đây mình sẽ mở lại anh em xem này. Ta thấy một cái, có một cái banner hoạt động hoặc là anh em kéo xuống dưới ấy, nó sẽ có một cái banner ở phía dưới đây. nó nói chung là anh em chỉ cần kéo đúng vào cái banner hoạt động thôi là anh em có thể đăng ký vào Prime Lead được. Đấy. Chờ một chút để nó nhảy đã. Đây. Đây là cái hoạt động này. Đó. Ta có thể tham gia vào hoạt động này. Thế anh em sẽ cần phải tách tối thiểu là từ 5HT đến 20 uh, đến 50 USDT. Đấy. Hiện tại thì con số stack nó đã lên tới là 153.000 rồi với 153 triệu rồi đấy thì điều đơn giản nhất anh em đăng ký mua này ấn nút đăng ký mua sau đó các bạn điền cái số ht các bạn khóa hoặc là số USDT các bạn khóa thì thời điểm đầu mình khuyên anh em chỉ khóa min cho mình thôi ví dụ anh em khóa t khóa 5 ht khóa usdt khóa 5 usdt vì trong cái thời gian hoạt động anh em có thể tăng cái lượng khóa của anh em lên nên anh em cứ thoải mái tư tưởng là anh em không cần phải khóa bộ làm gì nhiều chúng ta chỉ cần khóa đủ min thôi tại sao mình nói là anh em cần khóa ủ min ngay lúc đầu thì một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần này Thế thì trong cái thời gian sự kiện ấy thì trước khi kết thúc sự kiện nó sẽ kết thúc vào lúc 15 giờ giờ Việt Nam ấy, ngày 12 tháng 1 thì anh em tiếp tục tiếp tục có thể khóa thêm bổ sung quỹ nhá. Được chưa Đấy, ở đây các anh em có thể thấy đây. Thế anh em lưu ý là khi tài sản các bạn đã khóa rồi thì không thể giao được rút tiền nên là các bạn không cần phải vội khóa làm gì khi anh em khóa càng nhiều thì cơ hội càng nhiều vì hiện tại thì cứ anh em khóa một đô ở HT hoặc là một USDT thì sẽ uh, được nhận một vé nên là anh em khóa càng nhiều sẽ nhận được càng nhiều vé đấy là cái nguyên tắc khóa ở trong đây có một cái phần lưu ý, ý anh em chắc chắn thắc mắc đó là trong cái hoạt động thì anh em có thể khóa tăng HT ở USDT ở trên trang hoạt động để anh em có thể là uh, nhận thêm vé nên anh em không cần phải vội làm gì nhá anh em không cần phải vội làm gì ở đây nó không tính trung bình ngày đâu nên anh em kiên tâm là anh em cũng không cần phải vội Đấy, đến cuối sự kiện đến giờ chót luôn anh em khoáng được đến cuối sự kiện giờ chót anh em quá vẫn vô tư không vấn đề gì cả Đấy. thì trong thời điện thực kiện thì tiền sẽ bị khóa và các cái khoản tiền khóa sẽ mở khóa sau 17 giờ ngày 12 tháng 1 giờ Việt Nam Đấy, mình đã cộng luôn cả giờ UTC cho anh em rồi Đấy, thì ở trong cái này nếu anh em khóa T thì anh em lưu ý là nếu như mà anh em khóa T ấy, thì hệ thống sẽ uh, thông báo về chúng cho các bạn đấy. Và lúc 12 giờ ngày mùng uh, 12 giờ tức là 12 cộng 12 cộng 7 là 19 giờ đấy. 19 giờ thì hệ thống thông báo sẽ tự động trừ USDT tài khoản đăng ký thành công. Đấy. Thì kết quả thì được công bố lúc 17 giờ đúng không ạ? Kết quả uh, gửi chúng thì, uh, thì được công bố 17 giờ thì đến 19 giờ thì các bạn phải có đủ USDT để chúng ta uh, thanh toán. Thì nếu như anh em uh, được báo số bé trúng ấy thì anh em sẽ chuẩn bị đủ USDT. Nhưng mà với cái xác suất trúng thế này thì anh em không cần phải hold nhiều đâu. Đấy mình nghĩ là không có nhiều vé trúng lắm đâu. Thì mình vẫn phổ biến lại cho anh em thêm một tí nữa nhá. Đấy, thì anh em nhớ là chúng ta sẽ nếu như có vé trúng thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị VDT để khấu trừ trước cái thời gian mà hệ thống khấu trừ tức là trước 10 17 giờ giờ ngày 12 tháng 1 đấy. Thế thì có, có một cái mà hồ mình hôm nay có đăng một bài đăng ở trên Facebook cá nhân ấy, nó có chia sẻ với anh em đó là về cái tính toán tính toán cho anh em cầy uh, vôn uh, trong cái sự kiện e event proline ấy. thì đây chính là cái phần thứ hai mà chúng ta sẽ nhắc tới ở đây nó là cụ thể thế này này thì có một cái chương trình nó là tham gia dịch cao ngay thì cái này hôm nãy là chúng ta đã giống start đúng không ạ kickstart này đến cuối cùng thì khóa là ok Cứ giống hệt như kissta không có khác gì cả Đấy. Cứ giống hệt luôn khóa càng nhiều thì càng ngày được nhiều chỉ khác là cái này là lan đường chỉ khác random vì thế nên là nó lại là hình thức của non pass ở những cái giai cái đoạn đầu khi là khóa mx thì sẽ nhận được cái vé rút thăm ngẫu nhiên đấy và anh em nào may mắn thì sẽ ăn được cái này thì nó có led của kickstart có led của non pass đúng không ạ và dễ giống cái non pass giai đoạn đầu của mấy đúng không ạ rồi cái này cái phần thứ hai chính là cái phần mà 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 mà, 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 mà cấy vôn bon này, này phần này thì giống em đây y như em đây luôn Đấy. thì trong cái cái việc cái vôn này, này thì trong thời gian thực hiện người dùng tham gia nhận vé chỉ bằng đăng ký thành công bằng cách khóa Đấy. thì anh em nhớ là chúng ta sẽ cần phải khóa trước vậy nên mình nói là không cần biết gì cả khi mà người ta đã tính tham gia program này thì người ta khóa luôn như mình 5 ht hoặc năm bt vì như sau chỉ khối lượng giao dịch sau khi đăng ký thành công bằng cách khóa sẽ nằm vi uh, 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 sẽ nằm trong phạm vi khối lượng giao dịch hợp lệ để nhận vé vào ngày đăng ký thành công Tức là ông nào mà không khóa Không khóa nhá Không khóa thì anh em có chay kể cả cày lên 1 triệu đô chẳng nữa Cũng không được tính vào cái vô ở trong cái hoạt động Promenit Đấy người dùng có thể nhận vé bằng cách hoàn thành cuốn giao dịch Giao ngay của ngày tương ứng trong cầu thang những vé như vậy sẽ bao gồm tổng số vé mà người dùng nhận được trong hoạt động và sau khi hoạt động kết thúc việc bốc thăm ngẫu nhiên đồng nhất sẽ được tiến hành. Đấy. Thì ở đây các anh em đạt cái khối lượng giao dịch là từ 100 đô là sẽ được nhận 10 vé Và tối đa là anh em sẽ đạt khối lượng là 50.000 đô nhận được 7.000 vé Nhưng mà mình lưu ý cái này là khối lượng giao dịch giao ngay trong một ngày nhá Thì cái thời gian sự kiện anh em để ý thấy là thời gian sự kiện nó diễn ra từ mùng 8, 12 đúng không ạ 8, 9, 10, 11, 12 tức là có 5 ngày để anh em cầy vô 5 ngày thì 5 nhân với 7.000 tức là anh em cầy tối đa được 35.000 vé Đấy. Như ý anh em là không được cày start Coin mà chúng ta chỉ được cày các cái cặp giao dịch bên Spot thôi. Đấy. Người dùng tham gia hoạt động giao dịch có thể nhận được vé tương ứng với khối giao ngay. Các thợ quản vụ không thể tham gia thực hiện vì khối lượng giao dịch của họ không bao gồm. Đấy. đấy. Như vậy là anh em không được dùng thợ quản vụ để tham gia và những ông maker market ấy, Đấy thì sẽ không được tham gia đâu. Tức là những người tạo lập thị trường này, những cái ông mà tạo lập cái những ví dụ nhân những cái ông của dự án này, những cái ông mà cầy vôn cho dự án ấy, thì không được tính vào trong cái vôn ở trong cái sự kiện này. Đấy. Bước 4 là rút vé và trao đổi. Thì việc rút vé, rút thăm thì anh em thấy rồi. Đấy. Cái này là toàn bộ là ngẫu nhiên. Và kết quả bước thăm thì sẽ diễn ra từ lúc 10 giờ đến 12, 12 giờ UTC. Tức là uh, nó sẽ hiển thị hiển thị từ lúc 17 giờ đến lúc 19 giờ ngày 12. Đấy. Và sau khi thời điểm 19 giờ thì nó sẽ bắt đầu khấu trừ. Đấy, thì nó sẽ có vài cái nguyên tắc đúng không ạ có một số cái ví dụ của bên hubi thì nói chung là tớ cũng không cần phải giải thích gì nhiều tôi cũng nói cho anh em một tí luôn này <laughs> nó sẽ có hai trường hợp trường hợp thứ nhất là người khóa đủ edt hệ thống tự trừ đồng trừ trừ số edt uh, sau khi chúng bé được chưa được chưa còn nếu như mà người mà ut khóa không đủ thanh toán ấy thì hệ thống sẽ mở khóa edt và ht bị khóa người dùng Đồng thời là thông báo cho người dùng thanh toán càng sớm mà tốt, người dùng cần phải thanh toán thủ công lượng uh, uh, nô thắng uh, bằng tài khoản tiền xu không biết là có cần phải nút thanh toán nữa không. <cười> <cười> Nhưng mà các bạn lưu ý là sẽ cần phải có đủ NDT trong tài khoản trong thời gian uh, quy định thanh toán. Nếu người dùng không đủ thì uh, xong thời gian quy định thanh toán thì sẽ coi như mất ra. Để thu hồi các nô tương ứng. Tức là bây giờ nha, ví dụ có một ông nào đấy mà ông ý trúng là 3.000 vé mà ông ý chỉ có 2.999 U thôi. Được chưa ạ? 2999 u thì ông ý vẫn toạch được chưa bởi vì là anh ông ý không có tiết đủ tiền để trừ đấy tức là chúng bao nhiêu vé thì phải chuẩn bị bấy nhiêu u sau khi được công bố số vé chúng để có thể khấu trừ đấy. hiểu đơn giản như vậy lôm nha như vậy nhá rất đơn giản vậy thôi thì thời gian mở cửa và giao dịch và rủi rút tiền ấy, thì nó sẽ uh, mở giao dịch uh, gửi tiền lớp um, và rút tiền giao ngay vào lúc 13 giờ UTC tức là nó vẫn nít vào cái khoảng thời gian là 20 giờ Đúng không ạ, và thời gian nít cụ thể là vào ngày 10 mùng 1 12 tháng 1 nhá. Đấy, còn rút tiền thì cũng không quan tâm nhiều nữa đúng không ạ? Đấy. Rồi, uh, tất cả là chỉ có thế thôi. Thế thì cụ thể cái sự kiện này chúng ta hiểu nôm na và đơn giản thế này. Nôm na và đơn giản đó là chúng ta sẽ uh, tranh mua, tranh mua thông qua cái thể thức là hên xui vé trúng. Uh, sẽ có hai cách để có thể đoạt được vé. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ hold HT và UDIT. Cách thứ hai là sẽ giao dịch spot tối thiểu tối đa một ngày sẽ nhận được 7.000 vé thông qua volume tối đa là 50.000 đô volume. Đấy. Và chúng ta sẽ có một cái nữa đó là khi anh em mà muốn được tính vốn ở trong spot thì anh em sẽ cần phải đăng ký mua. Và muốn đăng ký mua thì anh em sẽ cần phải nắm giữ ít nhất là 5 HT hoặc là 50 UDIT để có thể tiến hành đăng ký mua. Và cái số đó chúng ta sẽ bị khóa. Và có một cái mẹo cho anh em đó là có hai thứ Thứ nhất đó là anh em sẽ cần đăng ký luôn 5HT T và mươi USDT để tính vôn Đấy và để chắc chắn chúng ta có tư cách thực hiện Cái thứ hai nữa là gì ạ Chờ đến cuối cùng muốn khóa USDT hay là HT Chờ đến gần 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 đến hết thời gian đổi hạn khóa đấy, cứ cứ nó các bạn cứ áp dụng cái bài học của kickstart vào nhá kickstart vào Đấy, để chúng ta tham gia còn bài học của Long là gì ạ? Đó là cái rút vé ngẫu nhiên này này Đấy chính là cái thể thức là rút vé ngẫu nhiên Bây giờ không phải ông nào nhiều tiền là được ăn Nhưng mà ông nhiều tiền sẽ có cơ hội cao hơn thôi nhá. Yeah. Cái cái nữa là anh em cần phải khóa để anh em được tính vô ở bên sport Đấy có vậy thôi Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với một cái bài toán ở đây Thì mình cũng nói lại về bài toán cho anh em mình đã bấm máy cho anh em nhé, đã dành ra nửa tiếng đồng hồ để ngồi bấm máy rồi tính toán tất cả mọi thứ cho anh em Đấy thì anh em cầy vôn 5 ngày thì sẽ được tối đa là 300 3500 vé đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, tổng vôn 5 ngày thì anh em uh, nhớ là mỗi ngày chúng ta chỉ đoạt được tối đa là 7.000 vé thôi Tổng vôn 5 ngày thì anh em có thể cày, cày lên tới là 250.000 đô Đấy, Phí hết là tí cơ bản nhân với 0,2% phần, phần ấy đây là phí cơ bản đây, mình có nói nó có sách máy có trứng đây là cái phí cơ bản mà bên Promonit đây này, này. Ờ bên bên Hubi này. Hubi uh, của mình hiện tại là phí này là phí uh, trả phí MT luôn nhá. Đấy. Với vốn hiện tại và tỷ lệ phí của mình là 0,2% Thì cái phí cơ bản của mình nó hết là 500 đô. Đấy, tỷ lệ trúng hiện tại thì anh em có thể chia ra. Đấy. Đây là cái tỷ lệ chúng cái thời điểm hôm nãy mình tính nha, bây giờ đã lên tới là 157 rồi. Đấy. Thì với 35.000 vé cái này mình cái này không không phải là tỷ lệ trúng là mình mình xóa là đi đã mình bị nhầm một tí tổng pâu đây tổng pâu cho đến thời điểm video đấy thời, thời thời điểm thời điểm tính đa thời, thời điểm tính Đây là chỉ tính riêng cái lượng là Đấy, đây là chưa tính cái số vé các sư phụ cái vôn của kênh mình cày được nhá. Đấy đây mới chỉ tính là chỉ tính là số tiền Guidado mà stack thôi được chưa thì cứ cứ 150 vé thì sẽ có một vé trúng thời điểm này thì cái xác suất đã bị giảm đi bởi vì là cái số lượng nó đã tăng rất nhiều Đấy, thì ở đây nếu như anh em cầy 3 5.000 vé theo cái, vé tính toán cái thời điểm đó ấy, thì sẽ được có khả năng trúng được khoảng 15 vé Đấy. Và bài toán giá token thì tổng cung là 20 tỷ bán Prominid 130 triệu Kéo cao chắc là sẽ là từ 0.1 đến 0.2 là cao thôi Ở Trường hợp khả dĩ nhất là 0.1 thì một vé chúng thì sẽ được 2.000 lớp đúng không ạ? Chia ra thì 2.000 lớp và sẽ bán được 200 U Đấy 35.000 vé mà chúng 16 vé thì được 3.200 U Thực tế thì số HT và số VDT tăng khóa tăng tình cảm theo uh, phiên Prominid ờ, nếu như mà mỗi người mà có 35.000 vé thì con số sẽ nên rất hủng khủng về vôn và nếu như tính 2.000 người cày vôn thôi thì sẽ có 70 triệu vé sport mình tin là Ubi thì có hàng trăm ngàn người đủ tiêu chí tham gia sự kiện sport cày vôn đấy thế thì 35.000 vé thì lại có một cái thực tế nữa là có người có thể trúng hàng trăm vé có người thì trúng một hai vé thậm chí trả trúng vé nào vì thế nên người ta mới gọi là lan đường và chơi hay không thì đó là do các bạn tự quyết định thôi đấy đây là một cái tính toán mình rất là khách quan nhé và thực tế anh mình nói luôn cho anh em là cái con số nó có thể lên tới là 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 hàng tỷ vé luôn đấy con số này nó có thể cày lên tới là hàng tỷ vé đấy cho nên xác suất nó sẽ bị giảm rất là nhanh xác suất giảm rất là nhanh ờ, nếu như hiện tại mới là 150 triệu thôi mà lên tới 1,5 tỷ đấy 1,5 tỷ thì 35.000 vé chỉ trúng một một vé thôi đấy là có thể chỉ trúng hai vé thôi. Đấy. Nên là anh em cần phải rất lưu ý nhá. Bài đề bài toán mà anh em tính toán sai thì có thể lỗ phí rất là nhiều. Đấy. Ờ, nên là anh em cứ suy nghĩ thật kỹ để tham gia vào sự kiện hay không. Ờ, với uh, kinh nghiệm và với uy tín của bản thân thì mình luôn luôn đánh giá khách quan cho anh em và mình uh, cảm thấy là phiên này thì cơ hội cũng có mà rủi ro cũng có. Quan trọng là anh em có trúng được vé hay không. Nếu mà anh em không trúng vé hoặc là trúng được quá ít vé uh, mà giá sàn lại không ra đâu vào đâu ấy. Thì chắc chắn anh em sẽ lỗ sắp mặt luôn à, Với cá nhân mình thì luôn đánh giá là những cái phiên đầu tiên là những cái phiên dễ kiếm lợi nhuận nhất Và cái thể thức thay đổi mới này thì nó dễ kiếm Nhưng mà um, qua cái việc tính toán thì anh em thấy là nó cũng rất là khó Và anh em chơi thì không phải là cứ chơi là có tiền đâu Nên anh em cần phải tính toán thật kỹ về việc tham gia hay không Đấy, Với trách nhiệm của bản thân của mình thì mình đã đưa ra một cái bài toán tính toán cho anh em à, Và có thể là sẽ, đây là mình sẽ cần ghi thêm để anh em không bị ảo nhé Đây là một cái tính toán mình rất là mình đã cân, cân nhắc rất là kỹ. Rất là kỹ luôn. Đấy. Mình đã cân nhắc rất là kỹ và xếp cho anh em đúng như những cái gì mà mình cái lương tâm của mình chia sẻ cho anh em. Đấy. Thì anh em cứ cứ xem xét thật kỹ về sự kiện này đi. À, nội quy thì và cái cách tham gia thì như thế thôi. Còn nói chung là bây giờ cũng không cần phải giới thiệu nhiều về dự án nữa. Bởi vì là anh em biết là dự án Nithubi thì nó phải bay. Đấy, nó phải bay là điều chắc chắn nhưng mà nó ở cái giá nào ngoài ra thì uh, đã bán Polonite mà giá này thì kiểu gì nó có nó cũng sẽ bay mà nó sẽ ít rất nhiều ít nhiều lần luôn ít rất nhiều lần luôn ít có thể hàng nghìn lần ít hàng nghìn lần nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy cái vấn đề ở đây là gì ạ chúng ta tham gia Polonite có có còn lãi hay không thôi đấy tùy tùy anh em quyết định nhá bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái video về dự án Polonite phiên mới này với dự án đi với tên mã của là lớp lớp nhưng mà không biết có lớp không thì chúng ta sẽ cùng chờ xem à, ở trong à, vào ngày 12 trong dự án Nissan thế nào và chúng ta có bao nhiêu bạn ăn được kèo cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn tiếp theo.